Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân thực hiện. Như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Công tác tham vấn hải quan, doanh nghiệp và kế hoạch hoạt động năm 2015. Lễ trao giải thưởng nhân sự XR Award 2014. Chuyên mục ống kính tiêu dùng, doanh nghiệp Việt và Black Friday tại Việt Nam. Chuyên đề kinh doanh cùng bàn luận về chủ đề cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích tri thức trong đầu tư giáo dục. Thưa quý vị, hiện nay thời gian thông quan thủ tục hải quan của Việt Nam là 21 ngày, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ASEAN là từ 13 đến 14 ngày. Do đó, chính phủ Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp để cải cách thủ tục hải quan và mối quan hệ với doanh nghiệp. Một trong những hoạt động vừa được diễn ra trong tuần qua là hội nghị tham vấn hải quan doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức. Trong chiến lược phát triển ngành hải quan đến năm 2020 của chính phủ đưa ra, mục tiêu phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp theo hướng minh bạch, bình đẳng là một trong những trụ cột của công tác hiện đại hóa hải quan. Các giải pháp đồng bộ được thực hiện là thông tin, tham vấn, tham gia, hợp tác. Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động tham vấn giữa doanh nghiệp hải quan trước đây vẫn còn khiêm tốn, đồng thời kết quả tham vấn cũng chưa được phản hồi kịp thời, khiến mối tương tác giữa hai bên chưa thực sự rõ nét. Trước tình hình đó, Cơ quan Hải quan đang có kế hoạch đưa hoạt động tham vấn thành hoạt động thường xuyên của hải quan các cấp, đưa công tác tham vấn trở thành một diễn đàn tin cậy để tìm tiếng nói chung cho các vấn đề của hải quan và doanh nghiệp. Qua quá trình hoạt động thì thấy là cái số lượng khiếu nại, rồi số lượng những cái vấn đề mà doanh nghiệp chưa hiểu về chính sách pháp luật rất là lớn. Cộng với lại cái bối cảnh mà chúng ta đang chuẩn bị tham gia rất là nhiều những cái hiệp định đối tác thương mại, đấy là một trong những cái mà động lực để cho cơ quan hải quan tiến hành một cái dự án như vậy, làm để thiết lập ra một cái kênh, qua đó thì doanh nghiệp có thể tìm hiểu những chính sách chế độ của nhà nước, qua đó thì cơ quan nhà nước cũng phổ biến cái kiến thức về pháp luật cũng như là những cái vấn đề về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm vững hơn. Trong thời gian tới, công tác tham vấn sẽ được thực hiện ở 3 cấp: tổng cục, cục, chi cục. Đồng thời các kênh thông tin phản hồi kết quả sẽ bao gồm công văn, thư điện tử để các đơn vị liên quan dễ dàng tiếp cận thông tin. Trong năm 2015, Hiệp hội Dệt may sẽ là đơn vị đầu tiên được tập trung tham vấn để giải quyết những vấn đề chung của ngành. Từ đó, tiến trình tham vấn sẽ được tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng sang các ngành nghề khác trong thời gian tiếp theo. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ những khó khăn liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý lao động và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, hội thảo cập nhật trong Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn những tác động đến hoạt động của doanh nghiệp đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm mới nổi bật trong luật lao động hiện hành là bổ sung việc đối thoại với người lao động tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể. Quy định này nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động tìm kiếm tiếng nói chung trong quá trình hợp tác lao động. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hiện đang thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Đây là nơi để đại diện bảo vệ người lao động, đối thoại với đại diện doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm tìm kiếm giải pháp về mức tiền lương tối thiểu cho doanh nghiệp. Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng tranh luận căng thẳng. Bao giờ cũng luôn có hai cái ý kiến là khác nhau. Ý kiến của đại diện của người lao động thì mong muốn là phải sớm lương tối thiểu, phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu, thì tôi cho đấy hoàn toàn chính đáng. Theo các chuyên gia, có nhiều vướng mắc cần tháo gỡ của luật lao động hiện nay như chưa thống nhất cách hiểu từ ngữ liên quan đến quy định về tiền lương làm thêm giờ. Việc đăng ký, xây dựng, áp dụng và thanh kiểm tra về thang bảng lương trong luật lao động cũng cần có sự thống nhất từ luật đến quá trình vận hành trong thực tế. Trong tuần qua, lễ trao giải thưởng tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc trong việc hoạch định và thực hiện chính sách nhân sự Việt Nam XR Award 2014 do Bộ Lao động Thương binh Xã hội và công ty Talentnet tổ chức đã được diễn ra sau nhiều tháng xét duyệt và bình chọn. Tại lễ trao giải, 13 doanh nghiệp đã được vinh danh với chính sách quản trị nhân sự xuất sắc qua những hạng mục, hoạch định và tìm kiếm nguồn nhân lực xuất sắc, chính sách lương thưởng và phúc lợi hiệu quả, quản lý hiệu quả công việc xuất sắc, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xuất sắc, môi trường làm việc tốt, quản trị nhân sự hiệu quả trong quá trình chuyển đổi và doanh nghiệp xuất sắc nhất. Giải thưởng được xác định dựa trên các nhân tố xây dựng văn hóa và môi trường làm việc hiệu quả, tạo sự thấu hiểu giữa nhân viên và doanh nghiệp. Con người là bao giờ cũng là giá trị cốt lõi của công ty. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập và cho đến bây giờ, chúng tôi cũng vẫn luôn luôn lấy con người làm đối tượng để cả hệ thống lãnh đạo phát triển. Thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ tạo được một cái không khí, một cái công ty learning company. Intel tất cả các nước đều nhất quán xây dựng văn hóa công ty dựa trên khách hàng, chất lượng, kết quả và chấp nhận thách thức.
Trong tình hình kinh tế khó khăn, công ty Intel luôn đón đầu cơ hội đầu tư, tập trung vào nghiên cứu phát triển liên tục để chinh phục những thử thách mới. Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng xem trọng vai trò của công tác quản trị nhân sự và có nhiều ý tưởng linh hoạt để phát triển quản trị nhân sự phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng tầm chuyên nghiệp ngang với các nước trong khu vực. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam đã tổ chức chương trình quảng bá và thử nếm cà phê. Tham gia lễ hội có đại diện của nhiều tập đoàn cà phê đa quốc gia, các hiệp hội cà phê khu vực và thế giới và 50 doanh nghiệp cà phê hàng đầu Việt Nam như công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê Mê Trang, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thành Phát. Chương trình đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Black Friday, ngày thứ sáu đen, tên gọi này không bắt nguồn từ một thảm họa nào mà lại mang ý nghĩa rất tích cực đối với người dân Hoa Kỳ mê mua sắm. Black Friday là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất tại nước Mỹ, khi các nhãn hàng đồng loạt khuyến mãi giảm giá từ 30 đến 80% để thu hút khách hàng. Tại Việt Nam, sự kiện Black Friday đang dần được đón nhận. Một vài nhà bán lẻ trong nước cũng đang tiến hành những hành động bước đầu để xây dựng một ngày hội mua sắm Black Friday của người Việt Nam thông qua hoạt động mua hàng giảm giá qua những website mua bán trực tuyến. Có rất nhiều website trên mạng cũng như là các cửa hàng bán lẻ đang thực hiện những chương trình Black Friday. Và khi mà chúng tôi trao đổi với những doanh nghiệp ở trong cùng ngành thì chúng tôi đều nhìn thấy là có một sự tăng trưởng tương đối rõ rệt về mặt doanh thu của các doanh nghiệp tham gia chương trình như vậy. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí cho khách hàng trong dịp này, giúp cho mức giá cả hàng hóa sẽ trở nên rất hấp dẫn trong ngày Black Friday. Lượng hàng hóa bán ra dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần so với những ngày thường. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành cũng đã vào cuộc. Điển hình là dự án kích cầu mua sắm trực tuyến do Cục Thương mại Điện tử, Bộ Công Thương cùng hàng trăm doanh nghiệp tổ chức vào ngày 5 tháng 12 năm 2014. Khi mua sắm thông qua hai website www.onlinefriday.vn hoặc www.ngaymuasamtructuyen.vn, khách hàng được mua hàng với mức giá khuyến mãi, chuyển phát hàng hóa tận nhà cùng nhiều hình thức ưu đãi khác. Tổng thể chương trình này thì có gần 1.000 doanh nghiệp tham gia với trên 3.000 sản phẩm được bán trong ngày hôm nay. Với những cái khảo sát ban đầu của hiệp hội thì có thể thấy là cái số truy cập vào website của các doanh nghiệp tham gia chương trình thì đều cao gấp 10 đến 15 lần so với bình thường. Còn lượng hợp đồng giao dịch được, ký kết được thì cũng tăng rất là cao và đều đạt cái kế hoạch đặt ra. Triển khai một ngày hội mua sắm lớn là điều doanh nghiệp nào cũng mong muốn, nhưng nhìn chung các doanh nghiệp cũng có một số lo lắng nhất định trước khi bước vào cuộc chơi này. Tình trạng chen lấn, trộm cắp, an ninh là một trong những lo ngại đầu tiên. Biện pháp được hướng đến là khuyến khích người tiêu dùng tìm hiểu kỹ càng thông tin khuyến mãi và có ý thức tôn trọng cộng đồng. Bên cạnh đó, để tạo được một phong trào rộng khắp toàn quốc, sự liên kết của tất cả các hệ thống bán lẻ với nhau từ khâu sản phẩm, vận chuyển hàng hóa, thanh toán là một bài toán khó khác. Việc mà anh phải phục vụ một cái lượng khách hàng khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn hạn, anh phải giải rất nhiều thứ. Thứ nhất là về mặt cơ sở hạ tầng của anh để làm sao cho cái hệ thống website hoạt động nó trơn tru, nó nhịp nhàng, không bị lỗi. Thứ hai nó là vấn đề liên quan đến việc anh phục vụ, chăm sóc khách hàng được tốt hay không. Bình thường có thể mình bán 10 đơn hàng mình đang phục vụ tốt, nhưng có thể tăng lên gấp 10 lần 100 khách hàng. Thì làm sao bài toán nó được giải quyết một cách triệt để. Thì khi khách hàng họ hài lòng thì lúc đó họ mới quay trở lại họ mua hàng. Tham gia chương trình này chúng ta cần phải chọn lọc những nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng cao để thực sự đảm bảo rằng là yếu tố đầu tiên là người mua phải mua được hàng tốt, đáp ứng được đúng nhu cầu của họ. Sau đó đến yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải quản lý về chất lượng của các sản phẩm dịch vụ được khuyến mãi. Với những phương án trên, các nhà quản lý, đơn vị kinh doanh và người mua hàng có thể cùng nỗ lực để xây dựng một ngày Black Friday an toàn, hiệu quả và người tiêu dùng sớm có khả năng mua sắm những đồ dùng cần thiết với mức giá ưu đãi trong thời điểm cuối năm. Mỗi năm, nhà nước Việt Nam phân bổ 20% tổng chi ngân sách nhà nước để phát triển ngành giáo dục. Với con số này, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đầu tư cho giáo dục lớn nhất trên thế giới.
Một thống kê khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, mỗi gia đình Việt Nam đã bỏ ra khoảng 54% thu nhập của gia đình để đầu tư cho việc học hành của con cái. Nhu cầu giáo dục tại Việt Nam là vô cùng lớn. Cùng với đó, cả nước hiện có gần 450 trường đại học cao đẳng, bao gồm công lập, dân lập tư thục, quốc tế. Ngoài các chương trình đào tạo chính thống, các trường còn liên kết với các trường đại học xây dựng các chương trình đào tạo quốc tế. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 400 công ty và trung tâm tư vấn giáo dục. Các công ty này liên kết với các cơ sở giáo dục khắp nơi trên thế giới để hoạt động kinh doanh. Thống kê sơ bộ này chưa kể đến các cơ sở giáo dục khác như trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học trên khắp cả nước. Nhiều nhận định cho rằng giáo dục đang trở thành một lĩnh vực kinh doanh sôi động hơn bao giờ hết tại Việt Nam. Xin chào mừng quý vị khán giả của chương trình Nhịp cầu Doanh nhân. Trong chuyên mục chuyên đề kinh doanh ngày hôm nay, thì Lan Anh nghĩ rằng quý vị khán giả đã hình dung ra được chủ đề của trao đổi của chúng ta trong chương trình, đó chính là đầu tư cho giáo dục. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, là Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng ngoài công lập. Vâng, xin hân hạnh kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức. Trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong đoạn video clip vừa rồi thì chúng ta có nhắc đến con số 20%. Đây là con số tổng chi của ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục trong các gia đình của người Việt Nam, thì con số này có thể bằng hoặc cao hơn. Ông bà có đánh giá như thế nào về con số này ạ? 20% là một cái tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, cái mức chi đó mặc dù đã cao về tỷ lệ nhưng mà về con số tuyệt đối thì không phải là lớn. Chúng ta thấy tổng cái đầu tư của xã hội, cả đầu tư của nhà nước và của các gia đình cho giáo dục rất là lớn. Và điều này thể hiện cái vai trò quan trọng của giáo dục đối với cái xã hội Việt Nam. Yeah. Bên cạnh những ý kiến đó thì cũng có một số ý kiến cho rằng chúng ta nên tránh xa mạng giáo dục. Vậy thì cô có đồng ý về cái nhận xét này không? Tôi cho là cái câu đó nó có lẽ là một cách nhấn mạnh cái ý là giáo dục cần phải phi lợi nhuận. Cho nên họ phát biểu ra thành cái câu là đã muốn lợi nhuận thì tránh xa giáo dục. Những người nào tồn tại mà thành công là những người biết nhìn tới lợi nhuận. Vì không thể không nhìn tới lợi nhuận mà tồn tại được và phát triển nữa chứ. Mà nếu không nhìn ra một cái khoản tích lũy để tái đầu tư, và cái đó gọi là lợi nhuận bởi vì người ta là người sở hữu, thì những người đó đều thất bại cả. Năm 1988, Việt Nam có trường dân lập đầu tiên. Đến nay các trường học dân lập tư thục, quốc tế và các trung tâm đang tăng lên với số lượng lớn. Hoạt động kinh doanh giáo dục đang mang đến nhiều cơ hội học tập cho người dân. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục như thế nào vẫn là câu hỏi lớn. Các trường đại học cũng đã có đóng góp lớn cho sự phát triển giáo dục nước nhà. Một số trường học có mức học phí khá cao nhưng luôn cung cấp chất lượng đào tạo tương xứng. Khác với những ngành kinh doanh khác, ví dụ như là du lịch, bất động sản, ngành ẩm thực v.v. thì đầu tư cho giáo dục lại hướng đến một mục đích nhân văn, đó chính là giá trị đào tạo cho con người. Vậy thì dường như luôn có một cái cán cân cần phải cân bằng trong lĩnh vực đầu tư giáo dục. Một bên đó là về lợi ích kinh tế và một bên là về lợi ích tri thức. Trong tất cả mọi cái loại hình đầu tư, cái vấn đề lợi nhuận là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng tôi đã nói cái lợi nhuận ở đây, đó là cái lợi nhuận là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tri thức, đầu tư cho nhân văn, chứ không phải là chỉ đơn thuần mà mang lại cái giá trị tiền tệ, giá trị kinh tế. Nên cái việc chúng ta cân nhắc giữa cái giá trị đầu tư ngắn hạn, cái lợi nhuận ngắn hạn và cái lợi ích lâu dài của một quốc gia, của một gia đình, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Tôi hoàn toàn đồng ý là đó là một giá trị lâu dài và mình cần đầu tư cho nhân văn, cho tương lai, cho tri thức, nhưng mà không được quên cái yếu tố là lợi ích kinh tế. Và đầu tư đó phải tính tới cái thu hồi vốn. Nghĩa là chúng ta bên cạnh những lợi ích dài hạn thì còn cần phải chú tâm làm sao để đạt được những lợi ích ngắn hạn và trong thực tiễn. Vậy thì với kinh nghiệm là một nhà lãnh đạo của một ngôi trường, tuy là chỉ có 7 năm hình thành và phát triển nhưng mà trường Việt Đức đã đạt được rất nhiều những thành tựu, thì không biết là quan điểm của ban giám hiệu nhà trường về yếu tố này như thế nào ạ? Mặc dù trường Đại học Việt Đức chỉ mới thành lập trong vòng 7 năm từ 2008, nhưng đã tạo ra một cái sản phẩm chất lượng đối với cái nhu cầu về nguồn nhân lực hiện nay của Việt Nam. Nhà trường phát triển trên cái quan điểm là tiếp cận cái hệ thống quản trị đại học tự chủ của hệ thống Đức và theo cái tiêu chuẩn đào tạo và nghiên cứu của Đức. Thì nhiều cái lớp sinh viên ra trường của nhà trường đã được xã hội công nhận, được các doanh nghiệp công nhận, được cái người sử dụng lao động đánh giá rất là cao. Như ông bà vừa đề cập thì đầu tư cho lĩnh vực giáo dục là một khía cạnh rất được quan tâm ngày nay bởi những lợi thế, những lợi ích mà nó đem lại. Tuy nhiên, bất cứ một việc đầu tư nào cũng đem đến những rủi ro và đầu tư cho giáo dục không phải là ngoại lệ.
Vậy thì xin bà Phương Anh hãy chia sẻ những rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi mà họ đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Giữ lại lợi nhuận như thế nào là vừa, như thế nào là để mà tránh được rủi ro, chia như thế nào vân vân là một cái chuyện. Và tôi biết là có những trường, nhiều trường phải đóng cửa hoặc bán lại. Tức là đóng cửa theo nghĩa là bán lại cho người khác, tức là những người đầu tư đã bị rút ra và đã bị lỗ lã vân vân. Lợi nhuận và chất lượng giáo dục là câu hỏi mà người ta đã đặt ra trong ngành giáo dục từ lâu. Trên thực tế, việc cân bằng giữa hai yếu tố này vẫn gây nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư. Câu chuyện ở Mỹ là một ví dụ điển hình. Ở Mỹ, những trường học vì lợi nhuận có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trong 6 năm là 22%, trong khi các trường phi lợi nhuận là 60%. Các trường vì lợi nhuận chi tới 23% doanh thu cho việc tuyển sinh viên mới, trong khi các trường phi lợi nhuận chỉ chi có 1%. Ở cấp tiểu học và trung học, tiêu chuẩn chất lượng ở các trường bán công, các trường được tài trợ công nhưng hoạt động một cách tự chủ, thấp hơn tới 20% so với những trường do các tổ chức phi lợi nhuận điều hành. Như chúng ta nhận thấy là hiện nay Việt Nam đang hướng đến cơ chế thị trường. Vậy thì trong lĩnh vực giáo dục, cơ chế này hiện nay đã định hình đến đâu rồi? Và cái môi trường kinh doanh giáo dục của nước ta hiện nay nhìn trên mặt bằng chung là như thế nào? Nhưng chúng ta cũng biết rằng từ năm 2005 cho đến nay thì có hai cái luật được ra đời rất là quan trọng. Đó là cái luật giáo dục và cái luật giáo dục đại học. Và đây là hai cái luật tạo ra cái hành lang pháp lý rất quan trọng cho vấn đề đầu tư phát triển giáo dục. Trong đó là có giáo dục đại học. Cái hành lang pháp lý ngày được hoàn thiện hơn. Và tôi đã thấy nó có những cải thiện yêu cầu về trách nhiệm đối với các nhà đầu tư cao hơn. Tức là nó không còn cái tình trạng không trường, không thầy, không giáo trình mà vẫn mở trường, vẫn dạy được. Cái điều đó là điều tốt. Vẫn cần phải có thêm những cái nhìn nhận lại cái đóng góp của nhà đầu tư và có những chính sách để cho họ có thể tồn tại được, cạnh tranh được. Thì như bà chia sẻ thì hiện nay Việt Nam mình đang trên con đường mà định hình một cái nền đầu tư cho giáo dục một cách vững chắc. Vậy thì trên thế giới hẳn đã có những cái mô hình đầu tư giáo dục họ đạt được thành công. Và theo kinh nghiệm của ông bà thì mô hình nào đầu tư cho giáo dục đang được áp dụng và có thể sẽ thành công trong thực tiễn tại Việt Nam? Mã Lai thì tôi cho là một mô hình mà Việt Nam nên học tập. Trường tư của Mã Lai không đặt vấn đề lợi nhuận hay không lợi nhuận, nhưng mà chắc chắn nó là lợi nhuận vì tư đầu tư vào. Họ không đặt vấn đề là phải phi lợi nhuận, nhưng mà họ đặt vấn đề siết về chất lượng. Và cho tới nay thì tôi biết là số lượng trường công và trường tư, kể cả số tỷ lệ sinh viên học công và tư đại học của Mã Lai là ngang nhau. Và giáo dục đại học của Mã Lai còn được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, các nước lân cận, mà trong đó Việt Nam sang cũng rất là nhiều. Nghĩa là theo ý kiến của ông bà, chúng ta nên mở rộng cho các nhà đầu tư. Vậy thì theo như ông bà nhận định, thì trong thời gian tới, xu hướng của cái lĩnh vực đầu tư trong giáo dục tại Việt Nam sẽ đi theo con đường nào ạ? Mọi người mà tham gia trong cái thị trường giáo dục này đều phải cạnh tranh bằng chất lượng. Nhưng mà cái chất lượng ở đây cũng được hiểu một theo nghĩa rộng, tức là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Yeah. Tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một sự đa dạng hóa các loại hình trường và các cái giá cả. Tôi nghĩ là nhờ vào thị trường, một cái thị trường lành mạnh thì giáo dục đại học Việt Nam sẽ phát triển tốt. Vậy thì đứng trên quan điểm là một trường đại học tập trung vào đẩy mạnh nghiên cứu, thì ông Thúc Viên có nhìn nhận như thế nào về xu hướng trong thời gian sắp tới của thị trường đầu tư giáo dục Việt Nam? Cùng với cái xu thế phân tầng đó, thì chúng ta sẽ hình thành nên nhiều cái cơ sở giáo dục đại học ở nhiều cái tầng khác nhau. À, có những cái trường đi theo hướng nghiên cứu, những cái trường đi theo hướng ứng dụng và những cái trường đi theo cái hướng dạy nặng về dạy nghề để phục vụ cho cái nhu cầu đa dạng của cái sự phát triển xã hội, của cái nhu cầu lao động. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến chia sẻ với chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Lan Anh nghĩ rằng quý vị khán giả đã có được câu trả lời cho riêng mình với câu hỏi là làm sao để cân bằng được giữa lợi ích về kinh tế và lợi ích về giáo dục. Và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu doanh nhân kỳ tới, phát sóng lúc 10h10 phút sáng thứ Bảy trên kênh HTV9. Mọi ký đóng góp quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt.